chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục hộp thư truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, từ đơn thư của chị Hoàng Thị Quỳnh Giao ở thôn Lôi Cầu, xã Việt Hòa, huyện Khoái Châu phản ánh về mảnh đất của bố chị là liệt sĩ Hoàng Ngọc Bệ bị bác ruột là ông Hoàng Kim Đường chiếm đoạt và việc cấp chính quyền cơ sở, Ủy ban nhân dân huyện Khoái Châu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng mảnh đất trên cho ông Đường là không đúng đối tượng và đề nghị thu hồi. Trong chuyên mục hộp thư truyền hình tuần trước, chúng tôi đã có bài viết phản ánh về vấn đề này. Trong chuyên mục hộp thư truyền hình tuần này, mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi câu chuyện trên qua xác minh của phóng viên hộp thư truyền hình. Xảy ra con chú xảy mẹ chú gì rồi. Còn cái trách nhiệm mà nuôi con của liệt sĩ và nuôi cháu ruột mình rồi. Đó là cái trách nhiệm thôi, với ai cũng là trách nhiệm. Cô giao cùng học cấp 3. Xảy cha còn chú, xảy mẹ bú gì, câu tục ngữ trên nói lên tình cảm của anh em trong gia đình với nhau. Nếu một trong hai người mất trước thì người ở lại sẽ phải có trách nhiệm giúp đỡ người kia nuôi con cái và chăm lo cho chúng. Đó là câu trả lời của chúng tôi đối với vợ chồng ông Hoàng Kim Đường cùng bốn người con của ông khi đặt câu hỏi với phóng viên là có biết việc gia đình ông nuôi chị Hoàng Thị Quỳnh Giao, con gái của liệt sĩ Hoàng Ngọc Bệ hay không, khi mà nhóm phóng viên hộp thư truyền hình về địa phương để xác minh nguồn gốc mảnh đất mà trước khi hy sinh liệt sĩ Hoàng Ngọc Bệ đã ở. Qua thái độ làm việc của gia đình ông Đường, không chỉ chúng tôi mà ngay cả người dân địa phương cũng rất cảm thông với cấp chính quyền cơ sở khi 4 lần tổ chức hòa giải vụ việc trên không thành. Tuy nhiên qua đây, vợ chồng ông Đường cũng đã thừa nhận mảnh đất trên liệt sĩ Hoàng Ngọc Bệ đã ở ổn định trước khi hy sinh, đã ở với bố cùng em gái và vợ con trước năm 1972. Trước đây thì tưởng là thân phụ kẻ ra ông là cụ tư ở đây cùng với cả cụ tư ở trong làng ra đây ở cùng với cả chỗ liệt sĩ Hoàng Ngọc Bệ cùng với cả chỗ bà Hải. Lấy chồng lấy vợ ở đây. Vâng. Bóng thử ở đây. Rồi. Nhá. Còn bố tao mấy cái chú ấy là chỉ ở nhờ, lấy vợ cũng ở nhờ. Bạn cho hỏi khi ông Bệ mà hy sinh ấy thì nằm báo tử ở đâu, và bà Hải ấy, thì hồi đấy là thấy bảo ở cho đến lúc ra trường ấy chồng ở đây thì có không? Có. Bà Hải lấy chồng. Nhưng mà tất cả như thế này nhá, từ tháng 3 năm 70 thì ra. Ai ra? Nào là cụ tư nhà tôi mới lại ông Bệ với bà Hải ra đây ở. Ở thì đến 71 thì là ông Bệ đẻ cái con bé cho cháu. Nghĩa là vợ con của ông Bệ cũng ở luôn đây thì? Cũng ở đây luôn. Thế thì đến cái năm tháng 10 năm 71 thì ông mới đi bộ đội. Đến cái năm 72, tháng 6 năm 72 thì ông hy sinh. Năm 1969 tôi tìm hiểu bà Hoàng Thị Hải là con cụ Hoàng Văn Tư. Trên cái chỗ mảnh đất này ngày xưa nó là một cái nhà danh. Thế sau đó là đến năm từ năm 69 đến năm 1972 thì tôi đi bộ đội thì tôi về cưới bà Hải thì đón dâu từ cái mảnh đất này đi về nhà tôi. Suốt thời gian đó trên mảnh đất này là chỉ có cụ Hoàng Văn Tư, gia đình ông Hoàng Ngọc Bệ và bà Hải sinh sống ở đây. Và lúc ấy thì anh Bệ là đương tại ngũ. Ngày xưa thường ở quê luôn này là hầu hết là các con trưởng là bè đất của tổ tiên. Thế con thứ hai là thường là gia trại, là đấy là giao gia đình nhà thường này giải quyết. Bằng nước đấy nó chẳng có cái chỗ đỏ gì đúng gì cái gì đâu. Thế thì trong gia đình nó là thống nhất không như thế. Thế khi ông này hy sinh rồi thì được bà ngày bà ấy được một đứa cháu thì đất cát thì không có. Thế bây giờ cháu nó năm nay nó phải là 53 tuổi, 51, 53 gì đấy, cũng nửa đời người rồi. Thế mà cũng gia đình cũng làm nhiều công tác là tư tưởng rồi, thì cho cháu cái đất để làm nhà thờ bố ấy. Nhưng vì ông bác cũng như thế này thì nó khó. Từ những phát biểu trên, chúng ta có thể phần nào thấy được bức tranh của câu chuyện để hiểu rõ hơn bản chất của vụ việc. Trở lại nội dung mà chúng tôi đã phản ánh trong chuyên mục hộp thư truyền hình trước. Đó là trong biên bản trích nội dung biên bản xét duyệt về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,
của Ủy ban Nhân dân xã Việt Hòa vào ngày 16 tháng 11 năm 2019 để đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện Khoai Châu và các cơ quan chuyên môn của huyện làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông Hoàng Kim Đường. Khi nói về nguồn gốc thửa đất, ông Đường sử dụng ổn định từ ngày 18 tháng 12 năm 1980 là không đúng, vì trước đó mảnh đất trên gia đình liệt sĩ Hoàng Ngọc Bệ cùng vợ con và em gái đã sử dụng ổn định. Hơn nữa, cũng theo biên bản trên thì tại số thửa 211 tờ bản đồ số 7 với diện tích 226m2 là không đúng như trên bản đồ 299 thể hiện, bởi trong bản đồ 299 thì số thửa 211 không mang tên ông Đường, không nằm ở xóm 13 mà lại nằm ở xóm khác và mang tên ông Hoàng Trọng Luận. Còn mảnh đất mang tên ông Đường thể hiện trên bản đồ 299 là thửa 224. Hơn nữa, qua nghiên cứu hồ sơ để Ủy ban Nhân dân huyện Khoai Châu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BO 946783 ngày 16 tháng 1 năm 2020 cho ông Hoàng Kim Đường, thì Ủy ban Nhân dân xã Việt Hòa cùng các cơ quan chuyên môn của huyện làm việc thiếu khách quan, không trung thực. Bởi ngay trong phiếu lấy ý kiến của khu dân cư về nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất ngày 12 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban Nhân dân xã Việt Hòa, thì trong 5 người được lấy ý kiến thì cả 5 người đều là cán bộ công tác tại thôn và Ủy ban Nhân dân xã Việt Hòa, không hề có ai là người sinh sống cận kề mảnh đất mà liệt sĩ Hoàng Ngọc Bệ đã ở. Mặt khác, trong phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng sử dụng thửa đất do Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Khoai Châu thực hiện ngày 18 tháng 11 năm 2019 để xác định ranh giới, mốc giới thửa đất với các hộ liền kề, thì cán bộ dẫn đạc và đo đạc đã không trực tiếp lấy ý kiến của các hộ mà đưa cho người nhà ông Đường tự đi xác nhận. Đông là con gái ông Đường, thì là chị mang đến thì là tôi không biết gì cả, thì tôi chỉ biết ký thôi. Lúc đấy là đi cùng chị có ai không, chị Đông? Không, chỉ có chị Đông. Chứ không có một đồng chí cán bộ nào đi cùng chị Đông? Không ạ. Vừa rồi như là theo xem chương trình của bên truyền hình, tôi mới lại biết được rằng là trên sổ mộc kê lại có thêm cái tên của ông Đoàn cũng có thửa 211. Thực tế chúng tôi cũng không thể nào biết được nguồn gốc từ xa xưa nữa, từ xa xưa nữa thì cũng không nắm được. Và chúng tôi lấy nguồn gốc là lấy ý kiến khu dân cư về cái việc là nhà ông ấy đã sử dụng là trước năm 80. Trước nữa thì thực ra mà nói thì cũng không nắm được. Cái lúc mà chúng tôi xét duyệt này thì không có một cái ý kiến nào. Nếu như có ý kiến nó có đưa thì chúng tôi dừng ngay, không bao giờ cấp nữa. Theo tôi thì mình, các cấp có thẩm quyền thì căn cứ vào những các cái để theo quy định của pháp luật. Nếu như mà đủ chứng cứ để thu hồi thì có thể Ủy ban Nhân dân huyện ra quyết định thu hồi. Cái căn cứ chuyên môn tức là cơ quan tham mưu cho đảng, chính quyền, cho hội đồng tư vấn xét duyệt. Nói chung là thực tế hiện nay trong phạm vi là tất nhiên đồng chí nói vào trong cái bản đồ 29 cũng có phần sai sót, đúng không? Có phần sai sót. Biên bản của các đồng chí đây cũng thế. Dẫn theo một cái gì sai. Vâng, nếu giả dụ có gì sai, tất nhiên là sai thì chúng ta làm sao phối hợp làm sao cho tốt. Thì tất nhiên góc độ địa phương ấy, tất nhiên các đồng chí thông cảm cái trình độ năng lực tất nhiên không thể hết được. Nếu về với quan điểm sai sót của chúng tôi, nếu sai sót ở địa phương, trong hội đồng tư vấn chúng tôi sẽ triệu tập họp tất cả cùng phối hợp để làm sao những cái vấn đề sai sót, tức là đảm bảo, tức là mở sai sót, tức là mức độ không phải vượt nằm trong cái vấn đề, tức là nó là vì nghiêm trọng. Mà đây thực tế nó thẳng, nó có vấn đề thực tế dựa theo cơ sở là của những thời kỳ, tức là quá khứ để lại, thì chúng tôi sẽ nhận vấn đó cùng các đồng chí để bàn tháo gỡ cái đó. Nghiên cứu kỹ hơn về hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Hoàng Kim Đường, chúng tôi còn bất ngờ hơn nữa, đó là quy trình để Ủy ban Nhân dân huyện Khoai Châu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng mảnh đất trên cho hộ ông Hoàng Kim Đường quá nhanh. Bởi lẽ, kể từ khi hộ ông Đường có đơn đề nghị đăng ký để được cấp giấy chứng nhận chỉ trong vòng 3 ngày, từ ngày 13 tháng 11 năm 2019, thì Ủy ban Nhân dân xã Việt Hòa đã thành lập Hội đồng Tư vấn Đất đai để xét duyệt và đề nghị các cơ quan chuyên môn và Ủy ban Nhân dân huyện Khoai Châu cấp. Trong khi đó, các biên bản gồm phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng sử dụng thửa đất và phiếu lấy ý kiến của khu dân cư về nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất đều hoàn thiện sau ngày 12 tháng 12 năm 2019. Còn Ủy ban Nhân dân huyện Khoai Châu thì cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông Đường vào ngày 16 tháng 1 năm 2020. Dư luận đặt câu hỏi, phải chăng vụ việc nào ở địa phương cũng được cấp chính quyền cơ sở và các cơ quan chuyên môn của huyện Khoai Châu làm tắt và nhanh thần tốc như vậy thì tốt cho nhân dân biết bao. Được biết, đây cũng chính là thời điểm dẫn đến bức xúc cho gia đình chị Hoàng Thị Quỳnh Giao và hai người em gái của liệt sĩ Hoàng Ngọc Bệ cùng toàn thể nhân dân địa phương.
nguyện của tôi thì lúc nào cũng mong các cấp chính quyền và các cấp có thẩm quyền ấy giải quyết cho gia đình nhà tôi để cho đỡ thiệt thòi, để bố tôi có được lại cái mảnh đất ngày xưa. Các cô đều ở với cả bố tôi, chỗ nào của bố tôi cho tôi xin lại lấy chỗ hương khói. Khổ tâm không chịu được, bây giờ ông ấy không có chỗ đất thắp hương, tôi chỉ vướng tại các chú thưa ông ấy, chỉ khổ là nói là đất của ông ấy giả con ông ấy để cho nó thờ ông ấy, để lấy một cái chỗ thờ cũng để nó kém mất hương, như thế thôi, chúng tôi không tranh chấp gì với ai cả. Sau khi mà ủy ban nhân dân xã Việt Hòa cái tiếp nhận cái đơn của bà Giao, thì ủy ban nhân dân xã tiến hành mở hội nghị giữa kết hợp giữa thôn và xã, ban hòa giải, tổ hòa giải của xã đến 4 lần, nhưng mà rất là tiếc là hòa giải không thành. Vừa rồi thì lại có cái hộp thư truyền hình, thì ủy ban nhân dân xã chúng tôi cũng phải tiếp tục họp để phân cho cán bộ chuyên môn và các lực lượng chuyên môn sẽ làm các cái hồ sơ thật chi tiết, cũng lại tiếp tục báo cáo về ủy ban nhân dân huyện để xin ý kiến chỉ đạo và giải quyết theo đúng quy định của pháp luật cho cái nội dung đơn của Hòa Thị Bình Giao, để đỡ thiệt thòi cho công dân, để cho có cái chỗ mở cái mảnh đất để thắp hương cho bố liệt sĩ. Lãnh đạo ủy ban huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn là phải bám sát quy định pháp luật và tư vấn cho người dân và làm việc với cơ quan có thẩm quyền để làm sao giải quyết được cái đơn, nội dung đơn của người dân theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Hôm mùng 1 ấy, thì bà Giao cũng đã đến và cũng phản ánh về việc là tòa án không thụ lý đơn, nhưng mà vì lý do là bà Giao là khởi kiện về cái việc cấp giấy chứng nhận. Cấp giấy chứng nhận thì giấy chứng nhận là như một quyết định tương đương với quyết định của ủy ban nhân dân cấp huyện, cho nên là thẩm quyền giải quyết là sẽ thuộc tòa nhân dân cấp tỉnh chứ không còn thuộc tòa nhân dân cấp huyện nữa. Chứ bà Giao lại không đề cập đến việc là khởi kiện đòi lại đất. Nếu như trong trường hợp cả hai nội dung thì tòa nhân dân tỉnh sẽ là cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai và kèm theo cái việc là cấp giấy chứng nhận của ủy ban nhân dân huyện là đúng hay sai, đúng đối tượng hay sai đối tượng. Trong thời gian tới chúng tôi sẽ mời tòa tỉnh và tòa huyện về làm việc một buổi để thống nhất cái quan điểm giải quyết triệt để vụ việc này. Qua tìm hiểu của chúng tôi, hiện mảnh đất mà gia đình liệt sĩ Hoàng Ngọc Bệ đã ở ổn định trước khi hy sinh, ngay sau khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được 4 ngày thì vợ chồng ông Đường đã trao tặng cho con trai là anh Hoàng Kim Khôi, và giấy chứng nhận quyền sử dụng mảnh đất đã được anh Khôi thế chấp với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 4 tháng 3 năm 2020 để vay số tiền gần 2 tỷ đồng. Trước anh linh của liệt sĩ Hoàng Ngọc Bệ cùng những nhân chứng sống nói trên và nguyện vọng của gia đình liệt sĩ, đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Quai Châu vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc để bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân, giải quyết dứt điểm mâu thuẫn trong nhân dân. Kính thưa quý vị, qua xác minh của nhóm phóng viên hộp thư truyền hình, đằng sau câu chuyện trên còn có nhiều vấn đề cần phải xem xét làm rõ. Chúng tôi sẽ tiếp tục phản ánh trong chương trình sau. Kính mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Đơn thư của ông Đỗ Tràng Mười, thôn Ninh Tập, xã Đại Tập, huyện Khoái Châu. Đơn thư của nhân dân thôn Lạc Cầu, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ. Đơn thư của bà Đào Thị Dậu, xã Dị Chế, huyện Tiên Lữ. Đơn thư của ông Trần Văn Đài, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên. Đơn thư của ông Lê Văn Vương, xã Đồng Thanh, huyện Kim Động. Đơn thư của ông Bùi Văn Thành, xã Long Hưng, huyện Văn Giang. Đơn thư của ông Đinh Quang Xê, xã Hưng Đạo, huyện Tiên Lữ. Tới đây thì thời lượng chuyên mục hộp thư truyền hình cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.